Thì trong đây các bạn thấy là đa phần dính tới đầu não phát triển đông. Thì cái này là nó khác với cái cách góc nhìn của cái quy trình đào tạo truyền thống chúng ta. Quy trình đào tạo truyền thống chúng ta là sao? Bước 1, gửi các phòng ban gửi yêu cầu đào tạo. Bước 2, tổng hợp. Bước 3, trình diện. Thôi, mất tiền, mất tốn tiền, mất dạy nó cũng đi mất tiêu rồi. Không dạy, rồi thôi vậy. Còn câu chuyện tốt quá, vậy thôi. Cái đó là cái quy trình đào tạo. Nó đem lại gì? Đem lại cái này nè. Nó giết chết mọi người và giết chết doanh nghiệp. Chúng ta chỉ làm được cái điều tốt nhất doanh nghiệp bằng cái biểu đồ qua cái bậc thang hồi nãy mà thôi. Do đó chúng ta sẽ dướng vào hai cái bậc chính chúng ta cần phải giải quyết. Đó là đánh giá năng lực và ngân sách. Thậm chí có một số chuyên gia còn khuyên các bạn không nên khai thác cái đánh giá năng lực. Nhưng mà nếu các bạn biết cách làm nó thì các bạn sẽ tạo được sự đột phá cho doanh nghiệp. Và cái đánh giá năng lực là cái vấn đề tốn kém cực kỳ, phức tạp cực kỳ, khó cực kỳ. Tại sao? Tại vì nó là ở chính giữa, là cái ẩn sao giúp cho người ta phát triển và giúp cho người ta đạt KPI. Và cái điều khó chúng ta là giải quyết. Vậy chúng ta cần giải quyết vấn đề chính đó là gì? Đầu tiên đó là sao? Cái hệ thống đánh giá năng lực thành tích và hệ thống khóa đào tạo phát triển. Và cái thứ hai là ngân sách dành cho nó. Cái mà các doanh nghiệp ngán ngẩm không dám đầu tư vì nó dính vô cái này là chủ yếu. Còn cái do dính cái này và dính cái sâu xa là sao? Nó không hiệu quả vì những con người thiết lập nó ra và triển khai nó không có triệt để. Hầu như đa số sẽ mang tính chất hình thức. Rồi chúng ta sẽ nói về đánh giá năng lực. Cái này có các bạn quá quen rồi phải không? Và thật ra đánh giá năng lực để làm gì? Mình sẽ điền cái gì vô đây? Mình điền cái gì vô đây? Hả? Nhân tài nữa. Chọn cái nhân tài nhớ luôn. Đúng rồi. Mình chỉ dành thời gian, tiền bạc, công sức cho đúng người mình thôi. Đúng không? Và chúng ta sẽ đi nhanh qua các bước về đánh giá năng lực và cái lõi của vấn đề về đào tạo phát triển. Thì thường là chúng ta sẽ đi qua ba cái nội dung chính này. Trong tài liệu các bạn có đầy đủ ha. Thì mình sẽ đi lướt qua nhanh để coi chúng ta đang mất. À, chúng ta đang cháy do án bao nhiêu phút. Trong các năng lực này nè, chúng ta sẽ đánh vào trọng tâm nào. Các bạn để ý là sáng giờ là tôi chỉ nói về vấn đề trọng tâm. Ha, trọng tâm. Tại vì con người thành công và người thất bại khác nhau chỗ nào, người ta nhìn vô cái trọng tâm và chúng ta chỉ khai thác trọng tâm. Để làm gì? Ta làm 20% nhưng ta đạt 80%. Còn người thất bại thì sao? Nhìn vô tụi lúc tà la hết trơn và làm 80% nhưng mà đạt có 20%. Mà mình phải tập, mình có cái tư duy trọng tâm, chính xác. Trọng điểm là ở đâu mình chỉ làm cái đặc điểm đó thôi. Mình không đi lan man. Vậy năng lực trọng tâm cần đánh giá là gì? Có cây nữa thấy không? Lúc nào mình không muốn điểm lúc nào cũng sẽ xuất được cái cây. Sẽ bắt đầu đâu? Mình sẽ trọng tâm của mình ra năng lực nền tảng. Năng lực nền tảng là gồm những cái gì? Và tại sao như vậy? Năng lực nền tảng các bạn cần chú ý rằng cái sứ bạn cũng có thực hành nha. Và các bạn có tài liệu hướng dẫn chi tiết ra cái kế hoạch liên trực tiếp với chiến lược luôn. Thì mình sẽ nói nhanh. Năng lực nền tảng ít nhất các bạn sẽ có các vấn đề như sau. Đầu tiên đó là gì ạ? Cái gì mà để xây dựng văn hóa doanh nghiệp đúng không? Đúng rồi, mạnh miệng lên. Giá trị cốt lõi. Đầu tiên phải có giá trị cốt lõi đó. Anh nói lại. Rồi cái tiếp theo là các bạn ngồi các bạn tự suy nghĩ làm sao.